Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình Những vấn đề hôm nay kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị những ghi nhận của du khách khi du lịch ở vùng nông thôn Tây Ninh. Mô hình du lịch nông thôn đã phát triển khá mạnh ở nhiều địa phương, nhưng với Tây Ninh, du lịch nông thôn đang ở bước khởi động. Người dân ở những huyện thị xã có tiềm năng về lợi thế cũng mong muốn được tham gia làm du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng. Ngành chức năng cũng đã có kế hoạch để phát triển mô hình này. Cụ thể như thế nào, tất cả sẽ có trong chương trình Những vấn đề hôm nay. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025. Mục tiêu chung là hướng tới đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng lợi thế nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững. Đến năm 2025, phát triển chuẩn hóa các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn, phấn đấu trên địa bàn tỉnh có ít nhất một điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của địa phương. 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số. Ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn được công nhận số hóa và kết nối trên trang quảng bá xúc tiến du lịch bằng công nghệ số. Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu quảng bá. 50% điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch. Phấn đấu mỗi huyện nông thôn mới có tiềm năng du lịch xây dựng ít nhất một mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp, nông thôn đặc thù trên địa bàn huyện. Từ đó kết nối hình thành chuỗi mô hình liên kết du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số các điểm du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh. Ít nhất 70% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch. 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó có ít nhất 50% là lao động nữ. Nông thôn Tây Ninh đang có nhiều thay đổi. Việc đầu tư hạ tầng cơ sở, nhất là hạ tầng giao thông, chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo cho nông thôn Tây Ninh có một diện mạo mới, khoảng cách với các đô thị, thị trấn được rút ngắn. Điều đặc biệt, khi phát triển, vùng nông thôn vẫn giữ được vẻ đẹp bình yên của một vùng quê. Thế mạnh của vùng nông thôn Tây Ninh là có các dự án nông nghiệp công nghệ cao, làng nghề truyền thống, văn hóa và môi trường sinh thái của địa phương. Đó là điều khiến cho du khách thích thú. Phát triển du lịch thì được xem là một trong những cái mũi đột phá của tỉnh. Thì trong cái phát triển du lịch thì mình có một cái khu di tích lịch sử quốc gia, khu núi Bà Đen, chúng ta có khu trung cục. Thì chúng ta đã thu hút một lượng khách đến Tây Ninh. Và họ có nhu cầu là tìm hiểu khám phá thêm về Tây Ninh, có nhu cầu ở lại Tây Ninh và mua những sản phẩm du lịch của Tây Ninh. Thì đó chính là cái tiền đề để chúng ta có thể phát triển được cái du lịch nông thôn. Và đối với du lịch nông thôn thì Tây Ninh có một cái thế mạnh là chúng ta còn nhiều cái sinh cảnh, nhiều cái hệ sinh thái nông thôn còn hoang sơ, còn có nhiều cái điều hấp dẫn đối với lại du khách, đặc biệt là đối với du khách sống ở khu vực đô thị. Chúng ta có những cái trang trại hiện đại, chúng ta có những cái vườn cây ăn trái và cái khí hậu thời tiết của Tây Ninh cũng rất là thuận lợi cho du lịch nếu so với một số nơi khác. Tôi nghĩ rằng là Tây Ninh mình có đủ điều kiện để chúng ta có thể phát triển cái du lịch ở khu vực nông thôn. Mô hình du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng phát triển mạnh và bền vững sẽ góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị. Để đạt được kết quả như thế, doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực du lịch cũng ấp ủ nhiều điểm mới cho mô hình này. Phát triển nông nghiệp là một trong những cái thế mạnh có thể làm du lịch nông nghiệp trong thời gian tới đây. Những cái sản vật mà chúng tôi đang muốn nói tới đó là những sản vật được xem là một trong những sản vật mà người ta rất là thích về những loại trái cây, những loại rau củ quả. Ví dụ như Tây Ninh đang có một cái sản vật mà được xem là một trong những 60 chỉ dẫn địa lý, đó là cái quả na, người dân còn gọi là quả măng cầu. Măng cầu Bà Đen được xem là một trong những chỉ dẫn địa lý và khách du lịch rất là thích. Điều mà chúng tôi đang mong muốn là làm như thế nào đó để chúng tôi xây dựng những cái quy trình đạt chuẩn ít nhất là Việt Gáp và áp dụng những khoa học công nghệ đưa vào để đưa khách đến những farm mà khách có thể thưởng thức tại vườn trái cây, và khách có thể là tự tay bẻ những cái trái cây đó là một trong những đặc sản. Và việc như thế này thì chúng ta kết hợp vào cái việc du lịch nông thôn, đó là làm những cái farm stay
làm những cái farmstay ở trong vườn trái cây để khách có thể cảm nhận, nghỉ ngơi, có thể tham gia cùng người nông dân chăm sóc về vườn để cảm nhận bẻ những loại trái cây đó. Sau khi mà tôi quan sát thì thử nghiệm thì thấy rằng là khách du lịch rất là thích thú khi được hòa vào thiên nhiên, khi được cùng người nông dân làm những cái chương trình nông nghiệp mà họ đang cảm nhận đây là một trong những loại du lịch mà được xem là tiến tới, đó là du lịch sạch. Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Tây Ninh cũng nhận định triển vọng phát triển du lịch nông thôn của tỉnh gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Chúng ta có triển vọng, có tiềm năng để phát triển, nhưng mà trước hết là quy mô hiện nay vẫn còn nhỏ và tự phát. Thứ hai nữa là cũng có một số vướng mắc về thủ tục. Chúng ta biết rằng là để làm du lịch thì chúng ta cần phải có cơ sở hạ tầng. Thứ nhất là đầu tư tốn kém mà đôi khi là người dân không có được. Hai nữa là về thủ tục pháp lý. Ví dụ như chúng ta làm nhà nghỉ chẳng hạn thì đôi khi yêu cầu là phải là đất thương mại dịch vụ hay đất ở, trong khi người dân là đất nông nghiệp. Thì cũng chúng tôi cũng đang tham mưu và cùng với lại cả nước xem là người ta hướng dẫn để mà làm như thế nào để vừa phù hợp pháp luật mà phát triển được các loại hình này. Thì được biết là Bộ Nông nghiệp cũng đang tích cực để mà ban hành những văn bản hướng dẫn để người dân có thể tổ chức du lịch tại nông thôn một cách là hợp pháp và có những chính sách hỗ trợ phù hợp. Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2023-2025, tỉnh đã đề ra 6 nhóm giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu đề ra. Nâng cấp đầu tư phát triển điểm du lịch nông thôn gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó khuyến khích mỗi huyện, thị xã, thành phố đăng ký mô hình điểm du lịch nông thôn gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của địa phương. Ưu tiên đầu tư nâng cấp tu bổ cho các mô hình du lịch đã xây dựng và đi vào hoạt động có hiệu quả. Các mô hình du lịch xanh, thân thiện với môi trường. Phát triển sản phẩm du lịch nông thôn, tập trung phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng đa dạng khác biệt, gắn với bản sắc, đặc trưng vùng miền, có tính trải nghiệm và giá trị gia tăng cao, theo định hướng của thị trường và phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng. Hỗ trợ bảo tồn, phục dựng và phát triển các làng nghề, ẩm thực, trang phục truyền thống và hoạt động nông nghiệp, loại hình biểu diễn văn hóa thể thao. Hỗ trợ tạo điều kiện cho các nghệ nhân phát triển, phục dựng mô hình sản xuất các sản phẩm đặc sản truyền thống để phục vụ khách du lịch thông qua các trải nghiệm thực tế, bảo tồn và phát huy các không gian văn hóa, di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng. Chủ động lựa chọn sản phẩm du lịch, xây dựng các khu điểm du lịch phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương để kết nối hệ thống du lịch chung của tỉnh, tạo ra sự đa dạng phong phú về sản phẩm du lịch. Phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc sản của địa phương theo chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, phục vụ nhu cầu mua sắm quà tặng của khách du lịch. Khuyến khích hỗ trợ xây dựng các khu bán sản phẩm địa phương, phục vụ ẩm thực, lưu trú, gắn với các nông trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, các vùng sản xuất cây đặc sản, cây có thế mạnh của tỉnh. Phát triển nguồn nhân lực cho du lịch nông thôn có chất lượng. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước làm công tác quản lý về du lịch và liên quan đến du lịch có đầy đủ kiến thức, trình độ nghiệp vụ, chuyên môn về du lịch và các ngoại ngữ cần thiết. Chú trọng phát triển năng lực quản lý về du lịch nông thôn cho đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở gắn với các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Xây dựng và triển khai các mô hình thí điểm về phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững. Ứng dụng công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển du lịch nông thôn. Đó là việc hỗ trợ doanh nghiệp hướng dẫn các hộ gia đình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch. Cách thức xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm du lịch nông thôn. Lập bản đồ số các sản phẩm du lịch của tỉnh, trong đó có các sản phẩm du lịch nông thôn, hỗ trợ kết nối sản phẩm du lịch nông thôn với các sản phẩm du lịch khác, phục vụ cho việc xúc tiến du lịch nông thôn. Quý vị thân mến, chương trình Những vấn đề hôm nay đến đây là hết. Quý vị có thể xem lại chương trình này và các chương trình khác của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đã phát sóng trên các hạ tần số YouTube, fanpage, website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Xin kính chào tạm biệt.